City Boy là của tất cả anh em. Anh em đóng tiền cho nó. Tao muốn tổ chức lại City Boy theo chế độ hội đồng quản trị. Cần làm gì thì bỏ phiếu. Sẽ không còn cái chế độ độc đoán, chuyên quyền như thời thằng Vương trước đây. Tao không cần biết thằng Long có nhả ra hay không, bởi vì điều đấy không quan trọng. City Boy là của tất cả anh em. Anh em nói phải thì nó là phải. Anh em nói trái is not right. Okay. Bọn em ủng hộ anh Cường lên làm chủ đi. Anh Cường, anh Cường, anh Cường. Lần gần nhất Bình liên lạc với bác là khi nào? Thì mấy hôm trước nó có gọi điện về cho tôi, bảo là thay số điện thoại mới. Xong nó cũng dặn tôi là đừng cho ai số này cả. Thế tôi cũng đang ngờ ngợ rồi. Vậy ngày hôm nay bác có gọi được cho Bình không ạ? Tôi lại bất ngờ gọi cho nó mấy cuộc, nó không nghe thì thôi. Các cậu chắc chắn thằng Bình liên quan đến ma túy không? Ma túy là tội nặng lắm, phải tử hình đấy anh ạ. Chúng cháu hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có kết luận bác ạ. Thế nên Bình cần phải trình diện càng sớm càng tốt. Cho một ly nước khoái. Ý anh là sao ạ? Thì là nó đấy. Cậu có mặt ở đây thường xuyên, chắc chắn phải biết thứ đồ mà thành viên VIP của City Boy hay dùng chứ. Họ toàn dùng khu VIP xong rồi order đồ dùng riêng. Em chả mấy khi được phục vụ à. Nói như vậy là cậu thực sự không biết gì à? Vâng, em không biết gì đâu. À, có một thông tin này không biết là anh có muốn nghe hay không? Tất nhiên, nếu như thông tin có giá trị. Mấy hôm nữa Tay Long tổ chức một cuộc vui chơi lớn ở đây. Đến bây giờ hắn vẫn rất sạch. Em nghĩ chắc không lâu nữa chúng ta sẽ vạch mặt được con cáo già này. Giá kể luôn bây giờ thì tốt. Triển khai phương án luôn. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 và chúc mừng sự thành công của City Boy, chào mừng hai anh em Cường và Đạt đã tham gia vào quản trị nhóm. Chúc mừng chúng ta! Yeah! Anh yêu, anh yêu! Anh em chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, mà nguyện ăn chơi với nhau cùng giờ, cùng phút, cùng giây! Thế rút cuộc là em muốn anh hay muốn cái nước khoái này? Đương nhiên là em muốn anh. Thế nên em mới có cả hai. Mày định trốn à? Mày có biết là tao tốn bao nhiêu tiền để nuôi mày không? Em xin anh tha cho em.
Cho em xin một cơ hội nữa thôi. Em xin anh tha cho em. Vậy thì để đến khi nào em thành công, anh sẽ lại cho em thêm một cơ hội nữa. Không, không, anh ơi, anh ơi, không, anh ơi, em đừng để nó chết. Anh ơi, mà quay lại clip cho tao. Số nát này. Bị chết cổ cho đến khi chết và không có dấu hiệu chống trả. Khả năng cao là cơ thể đã bị tê liệt. Một phần là do rượu, phần còn lại là tổn thương do ngoại lực. Đầu nạn nhân có hai vết thương. Vết thương ở phía trước là do vật tày gây nên tổn thương ở phần mềm. Có thể khẳng định vết thương này là do đối tượng Tiến dùng gậy đánh trúng. Xét về mặt lý thuyết thì Tuyết là người cuối cùng ở bên cạnh Vương. Sao thế? Vẻ mặt thầy nhìn quen quen anh ạ. Vẻ mặt hay nụ cười? Là nụ cười.